Trời ơi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì? Nước ngâm Nước từ đâu vậy anh? dưới đây nè. Cái vòi đó là cái đường đưa xuống máy giặt hả? Nó nhiễu nhiễu mà riết mà nó vậy đó hả? Trong bộ phim. Dạ ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng mới đâu chú. Cái bên chỗ cũ. Sẵn đây khuyến cáo quý vị luôn nha. Chú ý những cái đầu này. Cái đầu giò này nè, nó có tuổi thọ chừng khoảng, lộc nghĩ chừng khoảng 10 năm là maximum nha. Là nó sẽ bị rỉ nước mà mình không để ý đó, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nè, những cái đầu này nè. Thì giờ phải thay luôn cái vòi hả? Mình phải thay cái vòi này. 10 năm rồi mình phải thay. Còn bây giờ nếu mà ok khoảng 5 năm thay đi cho nó đỡ cũng cực. Sáng anh coi có mấy cái đường bùa hút bụi đồ này nọ coi sao. Nhớ nha quý vị, cái này nha, quan trọng lắm nha. Hồi bữa trên lầu mình bị 1 lần rồi. Bữa trên lầu Lộc Thái đã thay 1 lần rồi. Không có xài. Để bình thường không xài mà nó vẫn bị rỉ nước. Kinh khủng quá. Mà nó rỉ nước nó nhiễu, thấm từ từ, nó ăn sâu, nó hư nguyên cái tray wall của mình luôn đó, nó hư hết. Ủa làm gì vậy anh? Thông cái ống nó giặt á, lâu nhà mình không có thông nó, cái đồ sấy qua nó không có chịu khô. Thông cho nó bụi nó đóng mà. Toàn là giải không à. Biết trong ngõ sao cái bụi giải mà nó nhiều quá ha. Bụi giải thì mỗi lần mà giặt á, mình lấy ra trong cái filter của cái máy sấy đó, nhưng mà nó cũng ra ở đây. Mình phải thông. Do đó giờ mình không có biết. Giờ mình thấy. Bởi vì mình sấy đồ nó lâu khô ha. Mai mốt mình nhớ là 3 tháng mình làm lần đi. Trời ơi, coi cái cây đó coi. Mua một cái đồ quay tay. Cái đồ quay tay mà nó trong Home Depot hay trong lô đó, nó bán vậy nè. Nó có đồ quay tay nó như vậy. Mình cầm mình tự quay được. Mình quay thì nó sẽ nó quấn mấy cái đồ dơ nó kéo ra. Nhưng mà này nó có cái đầu này hay lắm. Lộc sẽ gắn chung vô thêm mấy khoan này. Ok. Cái máy sấy này cũng đời mới, cũng được hình như là 5-6 năm tuổi thọ. Cái chỗ này là cái chỗ hút bụi nè, mới vừa tháo ra để mình hút bụi. Okay, đó, dơ lắm, thấy không? Đó, bây giờ mình cũng hút hết rồi. Cái đó là phần trong nhà, bây giờ phần ngoài đường. Cái lỗ này, cái lỗ mà thông đó nè, bây giờ mình thông qua đây luôn. Thấy chưa? Oh my gosh, trời ơi, kinh khủng không? Còn cách nữa đó là lấy cái máy nó hút bụi, máy hút bụi để qua đây, xong rồi gắn vô cái lỗ này. Cái lỗ của cái hắt hơi đó, xong rồi mình vô mình xoay, xong rồi mình vô mình xoay. Đây nó có hơi nè. Hello, ngày thứ hai. Quay lén rồi ta đang sống nha. Handyman mà cần gì đẹp. Lắp được cái là hả? Được cái à. Còn chút đó nữa hay ha.
Nhìn mặt tôi xấu hay đẹp trai? Cũng còn xài đỡ mùa mưa. Nhớ nha quý vị, tại vì cái máy máy giặt với máy sấy của mình nó để ở trong, cái dây nằm ở trong nên mình không có thể là mình thấy được, lâu lâu phải kiểm tra. Cái này nó tai hại lắm nha quý vị. Nhất là nó bị ẩm rồi nó mốc lên nó rồi. Nó có cái chất gì rất là hại. Chất mình hít vô chất ẩm mốc nó hại lắm. Thay cái dồi mới rồi ha. Thay dồi mới rồi. Mình qua Mỹ mình mới biết là bên đây á, mấy cái tường mà xi măng á là mình không có tự làm, mà họ làm sẵn cho mình chỉ về mình cắt nhỏ đúng cái khung mình gắn vậy thôi. Cái ngày như cái drywall đó hồi đó là không biết làm. Mình phải làm mấy lần mình cũng biết, mới biết. Mình lên YouTube hay Google mình hỏi người ta thì chỉ cần như nè, chẳng hạn như cái miếng này phải không, chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần nè, mình để đúng cái chiều dài mình muốn ha, xong rồi cái mình gạch gạch bằng dao này nè quý vị, giống như đồ rọc giấy vậy ha, giấy à. Đó xong nè, cái tay nè, bên đây nói gì đâu phải không này, nhìn nhìn đây nè, nè cái tay nè ha, xong chắc nó dễ dàng. Em nhớ hồi đó mình không biết làm, anh lấy đồ anh cưa nó bụi nhớ không? Hồi đó không biết làm lấy cái máy cưa đó, cưa trời nó bụi mịt trời luôn. Thôi vậy. Phải làm qua mình mới biết. À rồi xong cái mình mới cắt cái giấy không ở bên kia. Mình cắt cái giấy thôi. Rồi xong. Đây là miếng xi măng khô. Này mắc không anh? Một miếng vậy là khoảng 14-15 đồng. Miếng bự cỡ nào? Một miếng là một cái từ vậy nè. À. Một miếng là một cái từ. Vậy cũng rẻ quá chứ. Trong khi nó bán một cái miếng nhỏ gì nè, miếng nhỏ vậy nè, nhỏ hơn miếng này nữa, một miếng 5 đồng, miếng cỡ này nè. Mình để mà, mình cần mình về mình lắp cái chỗ nhỏ nhỏ. Ai cần những miếng nhỏ thì mình mua cái đó thì mắc hơn, còn miếng lớn thì xe mình chả không nổi. Nhưng mà cái bự như vậy rồi mình xài không hết mình cũng dục chứ mình đâu để dành được. Nhưng mà, để dành rồi mưa gió ẩm ướt rồi nó cũng hư. Để ngoài mưa là hư liền cái gì. Ừ. Nó bị bụt, nó bị bở ra. Rồi, gắn vô đi. Gắn vô rồi bắt đinh vô hả? Bắt vít vô hả? Vít vô. Anh làm gì nữa vậy? Đang cưa với cái đường ống. Cái đường ống là nó... Cũng mới giặt ha? Mới giặt á, nước á. Mà mình không clean á, cái lâu ngày cái đóng cặn á, nó làm cho nó hở rồi nó xì. Vì mình clean sạch. Nó xì nó chảy nước ra nữa. Tạm thời mình đã lắp được những cái chỗ hư của cái drywall rồi. Bây giờ bước tiếp theo là mình lấy cái speckling này nè. Mình đét vô những cái chỗ lỗ đen, lỗ hở. Nó giống như xi măng trắng nhưng mà nó là chỉ là cái lò vậy, nó fill những cái lỗ thôi. Nó làm sẵn như nè. Mình chỉ cần mình bỏ vô mình fill thôi. Ở nhà mà có những lỗ đinh trong nhà đó, cái gì mua này về cái gì fill nó là nó cũng bít lỗ đinh luôn. Okay, mình đã tạm thời test được những cái lỗ đó rồi, bây giờ mình đợi cho nó khô xong mình lấy cái tờ giấy nhám á, mình chà cho những cái chỗ nó phẳng lại rồi mình sơn lên là coi như là đen xong. Bên này Lon Lộc nhà mình đang làm gì đây? Trời ơi. Dọn ra là clean up luôn. Trời ơi. Bước qua lâu mình mới clean up tí. Bữa nay có Maria với Jose clean nhà. Người ta là Cinderella. Chứ không phải Maria với lại Jose hả? Cái bộ cửa này mình mới gắn lên bao lâu đó anh? Cũng 4 năm. Bộ cửa này Lộc cũng làm luôn á, tự làm, mua ở lô á,
mua lô xong về cái mình đo đúng, mình gắn cho thôi, dễ lắm. Nói chung là đồ bên Mỹ á, nó có kích thước sẵn, kích thước sẵn hết trơn rồi, với lại nó làm để cho mình đem về nhà ai làm cũng được, miễn khéo, có chút tay qua tay chút là làm được. Rồi hai lực sĩ. Lấy bàn tay, con tay lò nướng của người ta hả? Bếp, bếp rồi giờ khiêng đồ cũng lấy đồ làm bếp nữa trời. Đỡ quá này, có lực sĩ Hiếu á. Không có lực sĩ Hiếu là lực sĩ Loan phải làm. Cái ống nó có bị gì không? Thì phải có cái ron mà. À, mình lấy cái ron này nó màu trắng này nè. Tập đi mình phải siêu nó. Bây giờ mình phải gỡ miếng này ra trước. Ok. Đó, bây giờ nè. Mình về quấn theo chiều kim đồng hồ nha. Mình để chỗ này, mình để cái này vô trước nè. Đó, rồi mình mới dặn. Để cho thẳng nha, đừng để méo. Nó có đường trống mà, anh đi ra được mà. Má bụng vô á. Đi ra không được thì nằm lăn lên cái mới giặt lăn ra. Nằm lăn giống như bữa cái ông đó, ông chui từ ngoài sau cái trân ông lên trước xe ông lái đó. Ngồi đi ra này nè, má bụng vô nha. Không biết hấp được không? Cái bụng thì hớp được mà cái đít đâu có hớp được. Đi ra đây hay đẩy vô với bữa hổm vậy đó. Ok. Đó. Hy vọng cũng lọt cái bụng nha. Cái bụng thì lọt, tôi không biết cái đít thì sao, tôi không biết nha. Còn cái gì dướng nữa không nha? Bây giờ dướng cái gì rớt lại á. Hình quá. Rồi, hình quá. Rồi, đàng hoàng, gọn gàng, sạch sẽ. Rồi, cho em này vô nhà. Bắt em gian nắng từ hôm qua giờ rồi. Hôm lên xin chào cô chú anh chị các bạn và các em. Ngày hôm nay chắc là phải post hơi chậm á, tại vì nhiều công việc quá. Lộc mới vừa làm xong cái chỗ mà bị ẩm nước của ở chỗ phòng giặt đó quý vị. Đây người handyman của tôi. Hello, xin kính chào quý vị, cô chú anh chị các bạn. Hôm nay hơi bị mệt, hơi bị đuối sức. Dùng sức lực nhiều quá. Rồi bây giờ thì Hồng Loan có hẹn là phải đem thêm vài cái mask qua để chia sẻ cho vài người bạn, cho nên nhân giờ hai đứa phải chạy đi chút xíu. Rồi xong rồi về Lộc mới edit cái video, cho nên sẽ đến với quý vị hơi trễ chút, quý vị thông cảm nha. Và hiện tại bây giờ đó là 3:45, Hồng Loan xin update cái tình hình bệnh nha. Coi như là 2 ngày rồi Hồng Loan không update, ngày hôm qua thì chỉ đưa cái tiệc sinh nhật lên cho quý vị xem thôi. Hiện bây giờ ca bệnh là 1,481,834 người bệnh. Wow, gần 1,500,000 người bệnh rồi. Số người mất đi là 88,400. Và số người được chữa khỏi là 322,111. Trong 2 ngày thì ca bệnh đã tăng 40,000. Như vậy là nó cũng không có giảm gì lắm ha quý vị ha. Số người recover đó thì được khoảng 16,000 người trong 2 ngày thôi. Có ngày hôm kia đó thì Hồng Loan thấy được 30,000, trong 2 ngày được hơn 30,000. Mà hôm nay thì không có lên nhiều lắm. Mình hy vọng tình hình nó sẽ khả quan hơn. Bắt đầu mở cửa rồi thì không biết sắp tới nó sẽ như thế nào nữa. Hôm nay có tin tức gì không? Thông báo cho quý vị nghe luôn. Hôm nay thì Hồng Loan được thấy được có một cái công ty họ đang làm ra một cái vaccine
tên gọi là Antibody Cocktail. Thì công ty này là công ty Regeneron. Thì họ lấy những cái kháng thể của những người mà đã hết bệnh COVID-19 đó quý vị. Nhưng mà cái kháng thể này đó thì mỗi người nó mỗi khác nhau, cho nên họ phải chọn lọc ra cái loại kháng thể nào mà tốt nhất để được sử dụng cho tất cả mọi người. Và họ cũng cho ta biết đó là khi mà tạo được cái kháng thể này, cái vaccine này đó, thì cũng chỉ sử dụng được trong vòng từ 2 cho đến 3 tháng thôi, là chúng ta phải xét nghiệm lại. Thì nếu mà hết cái kháng thể đó thì phải tiêm thêm nữa. Thì hiện tại bây giờ công ty họ đang nghiên cứu, nhưng mà cái này được cái là nghiên cứu nhanh lắm. Nếu mà họ nói là khả quan đó, rằm mùa hè này họ sẽ cho ra cái vaccine để mà cho chúng ta sử dụng. Thì hiện tại bây giờ cái bệnh viện mà Mount Sinai ở New York đó, họ cũng đang cùng nghiên cứu cái vaccine antibody cocktail này, để mà chúng ta có thể có sớm cái vaccine sử dụng trong mùa hè này. Một cái tin rất đáng là mừng, là bởi vì có vaccine là chúng ta không có lo sợ nữa. Mặc dù cái vaccine này thời hạn nó rất là ngắn đi, nhưng mà nó cũng còn hơn là không có. Thì chúng ta cần phải theo dõi thường xuyên hơn. Một cái tin mừng đến cho tất cả chúng ta ngày hôm nay hết quý vị ha. Giờ để Hồng Loan xuống, Hồng Loan đưa cái mask cho bạn cái lọt cam này. Loan chỉ cấp ốp trước nhà thôi à, chứ mình không có đi vô. Rồi, giao hàng xong một mối nha. Ê, anh nãy đi ngang em thấy có cái công viên đẹp lắm, hai đứa mình ghé xuống ngồi chút đi. Ok. Nói chuyện cho nó nhìn nó relax chút ha bà con ha. Đây là công viên nè. Cái khu nhà có cái công viên vậy đó. Giờ này người ta cũng ra đang ngồi. Đem cái giấy Clorox vô nè, lau cho nó sạch rồi mình ngồi cho chắc. Chỗ này là chỗ barbecue kìa, có lò nướng rồi luôn kìa. Hôm nay ra ngồi chỗ mới, chỗ này nó cũng mát mẻ. Ừ. Thấy nắng vậy chứ ngồi trong đây mát đó, hồ lạnh đó nha. Ở Missouri đó quý vị, thì có tiệm bán nhà hàng. Lộc nghĩ chắc là nhà hàng To Go, tại vì hiện giờ thì đâu có bán trong tiệm đâu ha. Thì sau khi mà họ khách hàng ta mua xong đó, thì có hóa đơn tính tiền đó, họ tính thêm 5% COVID-19 chart phí của COVID-19 ở trong cái tờ hóa đơn đó. Cái nhà hàng đó là một cái nhà hàng steakhouse của Nhật, nó tên là Kiko Japanese Steak. Cái điều đó cũng làm cho khi mà cái người mà mua đồ đó họ thấy khó chịu, họ mới đăng lên mạng, thì tất cả mọi người cảm thấy rất là không có bằng lòng với cái cách tính tiền đó. Mặc dù người ta biết là tất cả mọi thứ bây giờ cũng đã lên giá hết rồi, nhưng mà thà là mình lên giá đồ ăn đi, thấy không? Mình lên giá đồ ăn, ví dụ mình nói là đồ ăn lên giá 5%, mỗi món ăn phải lên giá 5%. Cái vấn đề mà họ bực tức là bởi vì ở ngoài trước nhà hàng á, không có dán cái bảng đó cho người ta biết. Hoặc là trong cái menu á, phải để cái hàng chữ đó cho người ta biết, thì tính tiền người ta sẽ không có phiền. Nhưng mà nếu mà tính mà nói là về bởi vì COVID thì nghe nó cũng hơi khó chịu, mặc dù ai cũng biết rồi. Thì cái ông chủ nhà hàng ổng cũng lên tiếng, ổng nói là bởi vì bây giờ tình hình mọi thứ đều lên giá hết, nhưng mà người ta tức giận là do cái cách làm, chứ không phải là do cái 5% phí đó. Bây giờ thì mình cũng biết là đi mua đồ ăn hay là bất kỳ cái gì, ngay cả đi chợ cũng vậy, nó cũng đã lên giá hết rồi thưa quý vị. Thì ví dụ như ông ghi là 5% phí phục vụ là người ta cũng đủ hiểu rồi.
phí phục vụ cho cái mùa này là người ta cũng hiểu rồi, đâu cần phải COVID-19. Kỳ ha. Bởi vậy cái tình hình này làm cho tất cả mọi thứ đều lên giá hết. À, có một cái tin vui đó là có một cái công ty tên là TSMC. Cái công ty này là của Đài Loan, thì họ có một cái nhà máy sản xuất ở bên Trung Quốc đó. Thì họ nghe lời mà Tổng thống Trump nói là sẽ hỗ trợ cho những cái công ty nào mà qua Mỹ để mà đặt cơ sở ở Mỹ, thì họ chuẩn bị mở một cái cơ sở sản xuất của họ ở Arizona. Và cái điều này làm cho chúng ta cũng rất là vui, là bởi vì những cái lời kêu gọi nó đã có hiệu ứng, thì hy vọng sẽ có thêm nhiều công ty nữa trở về Mỹ làm, hoặc là những nước khác đưa qua Mỹ làm, để mà không còn Made in China nữa mà là Made in USA ha quý vị. Và hiện tại bây giờ đó là FDA nè, CDC nè cũng đang làm việc với lại chính phủ về cái vấn đề mà những cái công ty mà sản xuất thuốc á, phải về sản xuất ở Mỹ, coi như là ưu tiên số 1 sản xuất ở Mỹ. Chừng nào mà khó khăn quá, có những cái lý do gì đó thì mới được sản xuất ở nước ngoài. Cái điều này cũng làm chúng ta vui, là bởi vì nó bảo đảm và chúng ta có những cái nguồn thuốc nó có sẵn, chứ không như hiện lúc mà vừa mới bị cái dịch này mà muốn có thuốc, muốn có những cái trang thiết bị y tế, muốn có cái gì thì không có Made in USA, quá hiếm hàng Made in USA đi. Ngồi ngoài nắng này em có lợi quá, em trắng hơn anh nhiều quá. Sao hả? Tự nhiên ngoài nắng này em trắng hơn anh là sao? Hay là tại da trắng thiệt? Đúng rồi, da trắng hơn. Hồng Loan nó hồi nhỏ đó quý vị, lúc mà Hồng Loan 6 tuổi, Hồng Loan bị bệnh sốt xuất huyết, mà bị bệnh nặng, nặng đến mức độ là trong người là không còn máu nữa. Mỗi lần mà ói máu là ba mẹ phải lấy những cái mền á, mà mỗi lần ói như vậy là 3-4 cái mền mà ói đẫm máu luôn, trong cơ thể không còn máu nữa. Thì lúc đó mới đi thay máu, thì quý vị cũng biết cái thời điểm mà năm 70 mấy mà sau 34 thì không kiếm ra được máu đâu. Đi thai thì đi lấy máu về, bác sĩ thai vô nhầm máu mà máu cũ quá đó, thì Hồng Loan bị sốc nặng luôn, là lại bị ói máu ra nữa. Là cái đêm hôm đó là bác sĩ nói là thôi, coi như là đêm cuối rồi đó, hai vợ chồng hãy chuẩn bị tinh thần. Thì mẹ mới ôm Hồng Loan nằm một đêm, mẹ ôm. Thì ba ra ngoài trời, ba lại Phật, ba cầu nguyện suốt đêm luôn. Thì mẹ nằm, mẹ ôm Loan mà mẹ mệt quá, cái mẹ ngủ thiếp đi. Tới lúc mà mẹ đang còn mê vậy nè, mà ba là ba suốt đêm ba vẫn quỳ ở ngoài sân bệnh viện đó quý vị. Thì Hồng Loan mới kêu, mẹ ơi, mẹ giật mình vậy. Mẹ tưởng là mẹ nằm mơ á, là tại vì bác sĩ nói là ôm con lần cuối đi. Mẹ giật mình vậy. Cái nói, mẹ ơi con đói bụng quá. Trời ơi mẹ mừng quá, mẹ ẩm Hồng Loan vậy. Xong cái kêu anh Quốc ơi, nó tỉnh lại rồi. Thì bác sĩ đồ mới chạy vô, thì nói là cái tình hình này, cái chuyện này nó giống như là không thể nào xảy ra, mà không hiểu sao mà có thể xảy ra được như vậy. Nó nhiệm màu quá. Nó quá nhiệm màu luôn. Xong rồi ba mẹ hỏi, giờ đói bụng quá, con đói bụng quá, con muốn ăn cái gì? Nó dạ con muốn ăn kem với lại khoai lang. mua một mổ kem bự vậy nè, với lại củ khoai lang mà bự thật bự vậy nè, mà Hồng Loan ăn hết trơn luôn. Rồi cái xong rồi cái tối hôm sau lại trở bệnh nữa, giống như lúc đó là hồi sinh vậy đó. Rồi xong cái tối lại trở bệnh nữa, thì ba phải chạy đi khắp nơi để mà mua máu á, mà không dễ gì mua được đâu. Nhưng mà cũng may mắn là có một cái chỗ đó thì người ta cũng yêu thương nghệ sĩ, người ta mới đưa cho ba cái máu rồi về thay cho Hồng Loan. Thì cái lúc mà thay cái máu đó xong á, bắt đầu từ sau cái cơn bệnh đó, cái da Hồng Loan nó trở về màu đen. Đen thù lùi luôn. Đen như Campuchia vậy đó. Mắc cười lắm. Đi sau đó là bắt đầu đi vô đoàn hát, cái là đen thui nè. Bác Thanh Sang nè, chọc Hồng Loan á, nói là nhỏ này không phải con của Quốc Dương Thủy đâu, nọ nhỏ này là con của tôi với con Tú Trinh á. Là tại vì bác Thanh Sang với lại cô Tú Trinh thì da đen lắm,
nó cứ chọc vậy á, đen đuôi lùi luôn. Thì xong mới bắt đầu tới năm khoảng 16, 17 tuổi á, bắt đầu da nó mởn, rồi từ từ nó trở lại đúng cái dòng máu của mình á, giống như là bị thai vô máu gì á, máu của người Campuchia. Thì trong những lúc hoạn nạn đó mới thấy là tình thương yêu của ba mẹ nó mức độ nào. Ba quỳ suốt đêm ngoài trời luôn. Thương quá ha. Đúng rồi. Hồng Loan thuộc dạng giống như là khó nuôi hay sao. Nhỏ đó thì cũng bị cái bệnh đó, là tưởng là giống như là chết đi sống tại đó quý vị. Rồi tới lớn lên đó thì cũng bị thêm một cái bệnh nữa, cũng tưởng là ra đi sớm rồi. Dạng khó nuôi. Cho nên chắc cũng có lẽ vì khó nuôi đó, rồi ẻo uột đó. Cho nên ba mẹ cũng thương Hồng Loan lắm. Nhưng mà bắt đầu sau cái cơn hồi lúc nhỏ là mảnh mai yếu đuối lắm. Cái sau cái cơn bệnh nó thay máu xong đó quý vị, bắt đầu mập lên. Mập mà ô về cục mịch vậy nè. Cái mặt bự ra. Rồi hả, quýnh lộn, mà quýnh lộn với lại mấy anh chị trong nhà hả, là quýnh bức mấy anh chị luôn. Tự nhiên sức khỏe mạnh dữ sợ luôn. Chắc, mà mập ú luôn lên vậy đó. Lấy máu của người nào mà quá khỏe rồi. Thì trải qua hoạn nạn mới thấy chân tình thấy không? Phải yêu thương ba mẹ em nhiều hơn nữa. Thì gì mà hoạn nạn mới yêu thương, người ta yêu thương ba mẹ từ hồi nhỏ tới giờ mà. Anh nói chuyện gì đó. Giống như cũng như lúc trước em gặp cơn bệnh nữa thì thoát được cơn bệnh thì mình thấy cuộc sống mình đáng sống hơn. Mình thấy nên yêu thương mọi người xung quanh nhiều hơn. Thật ra đối với Hồng Loan á, là gia đình là trên hết. Ví dụ như mình bất kỳ cái gì á, là mình cũng chọn lựa ba mẹ là trên hết. Chồng lúc nào cũng đứng sau. Không sao, mình chấp nhận điều đó. Cho nên Hồng Loan nghĩ mình kiếm một người chồng yêu thương mình là một chuyện, nhưng mà phải yêu thương luôn cha mẹ của mình, kính trọng cha mẹ mình giống như mình vậy, thì điều đó làm cho mình càng hạnh phúc hơn nữa, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Hôm nay Hồng Loan chia sẻ nhiều quá, từ cái vụ mà chỉ có da đen da trắng. Mình chỉ nói là cái sao đen quá, tại sao trắng, tự nhiên nấu một cái câu chuyện mà xưa thiệt xưa, mấy chục năm vậy đó. Cảm ơn thời gian của quý vị đã chia sẻ với Loan, với Lộc. Xin chào tạm biệt quý vị nha, và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Quý vị hãy nhớ nha, share, nhớ hồi kỳ trước nhờ quý vị share cho nên cái subscribe nó tăng, hình như mấy bữa nay nó tăng ít lắm, chắc không ai nhớ share nữa phải không? Nhớ nha, like, share, subscribe cho Loan với Lộc ha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, gia đình lúc nào cũng yên vui và hạnh phúc nha. Chào tạm biệt. Bye.